Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Huy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Rồi chào em. Dạ chào thầy, chào mọi người đang xem kênh Mai Vàng Của Dừa. Hôm nay em có một cây mai tàn và hai cây mai phôi muốn giao lưu cùng anh chị cô bác gần xa. Số điện thoại của em là 0339331559, cũng là số Zalo của em. Địa chỉ em là ấp An Nhơn, xã Nghĩa Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hình thức của em là bao ship 200 km. Rồi, tại mình cây mai lớn không ha. Dạ. Rồi, đầu tiên là mã số 1 là một cây mai tàn. Quý vị tay cành ha, xa xa thì thấy cũng đóng rất là đặc ha. Tay cành cũng rất là quyết đó. Cái này cao khoảng bao nhiêu mét quý? Dạ, cao 3,5 m, tán ngang 3,5 m luôn thầy. Cao 3,5 m, tán ngang 3,5 m. Quý vị nhìn cái tàn nó tròn đẹp ha. Rồi mình cận cảnh cho nhân quý vị. Đây, cho anh cái thóc thân em nói, chắc thóc thân em nói chắc hướng bên đây ha. Thóc thân của em nó là 35. Rồi, 35. Mình vô hoành luôn ha. Hoành chắc mình đo ở trên cái vị trí mấy cái này đi. Rồi. Đây, 53. Rồi, em để thước đó ha. Thôi để em sửa lại trên đây đó thôi. Đâu. Rồi, bây giờ đặt hồi nãy hơi bị dính thước ở trên. Giờ đặt thước ở vị trí này thì nó ra 57 nhân quý vị. Rồi, đi vòng chỗ vị trí đó đâu ra 57 nhân thôi quý vị. Đó, vị trí đó 57 ha. Rồi, em muốn đo đâu nữa không? Đo sát cổ thử coi. Đo ngay chỗ vị trí cổ rễ phải không? Dạ. Ở đây thì 59. Rồi, vị trí ngay chỗ rễ thì là cổ rễ 59. Rồi, rút thước. Rồi, cái gì đế ha. Đế có xè quyết quá ha. Này lúc ngày hôm qua mình đem về cho cái vị trí trên đây có một số cái rễ sớm ha. Mình cắt ra lấy tầng rễ dưới nha quý vị. Chừng nữa ngay đó kéo nhựa ra thì đẹp thôi chứ không gì ha. Về quý vị xử lý mấy em này lại cái đây xíu ha. Về quý vị cạo vậy ha, này nó đẹp ra ha. Này về chỉnh sửa cái đó lại nữa là đẹp ha. Cái này mình gân luôn ha. Quý vị xem tay cành ha. Tay cành nhất nè. Tay cành nhì nè. Đó. Mình lên đây tay cành đặt kẹo hết trơn ha. Có cái cây có cái tượng nước gì quý vị không thích thì mình xử lý em nó sao ha. Cái này cái tay cành này về vô dây kẽm này chẻ nó gị nó ra. Giữ cái đọt kia lại. Rồi. Thấy này nè, giờ quý vị xử em nó nha. Rồi, quý vị xem tiếp bằng tay cành em nó nè. Ở đây thì cái thực chủ nó lên tới đây, đến đây nó lắc ra đây quý vị. Về quý vị vô thì quý vị vô cây hay gì ha, cái mình cảo nó ra xíu nha quý vị. Thực chủ thì nó hơi lắc ở đây rồi. Rồi, cây này mình giao lưu nhiêu đây em? Dạ, cây này em giao lưu giá 27 triệu bao ship 200 km. Rồi, 27 triệu nhưng quý vị bao ship cho quý vị là 200 km. Cây mai đế thì nhìn cũng đẹp nè. Mình gân ha, tay cành đóng vậy là đẹp quá đẹp rồi. Mai vàng vườn của mình đóng vậy là đẹp quá rồi ha quý vị. Tay cành đặc sừ luôn. Cành đặc kẹo luôn. Con chim bay qua không lọt. Chim bay ra hai cái sải cánh nó ra là không lọt luôn á. Quá khách ha. Rồi mình qua mã số 2 ha. Quên nữa, mình còn thiếu cái đường kính bầu này ha.
Cho đường kính vào luôn nè, như cái gì quý vị chuẩn bị chậu đường kính bầu nó là 86 rồi, 86 rồi. Rồi bây giờ mình ra ngoài nha quý vị. Đây một cái phôi mã số 2 phôi hình chữ V ha. Đây thì chiều cao của phôi này chắc hai em này chắc mình cắt cao giống nhau ha. Dạ cao, cao khoảng nhiêu em? Cái này cao khoảng 2 mét, khoảng mét 9-2 mét thôi. Rồi mét 9-2 mét gì đó ha. Rồi mình xem em này trước nha quý vị. Em này cũng già cây dữ ha. Rồi cho cái hoành em này em, hai em này luôn đi, hoành em đây là bên kế bên đây đi. Hoành em nào cũng to đó ha. Đây đó 50 ha. 50. Em bên đây nhiều đây. 49. Đo hơi cao nha. Rồi cứ để thước. Để thước mình đo 49 ở vị trí nào? Đó quý vị, 49 là đo trình trên đó ha, còn dưới đây cách cái dưới đây còn khoảng 1 gang ha. Nguyên bệ này nở bệ to ghê luôn ha, sức cái bệ luôn. Bệ nè, hết sức cái bệ luôn. Trên đây mình gân quá nào quý vị, gân sáng sáng này ha. Ở học trên đây gân lên gân sáng lên đến trên đây luôn ha. Rồi mã số 2 này gồm có một cặp này mình giao lưu như đây em. Dạ cái này em giao lưu với giá là 25 triệu à. Rồi 25 triệu. Rồi mình qua cây mã số 3 ha. Đây mã số 3 quý vị. Đây mã số 3 trong nhà. À cũng chữ V luôn ha. Chữ V này hơi bự rồi ha. Đó, cái này chiều cao em nó khoảng nhiêu đây em? Dạ chiều cao em nó khoảng cây em bên đây đây, cây em này cây bên đây khoảng 1m9. Em đây bài khoảng 1m9. Còn cây bên đây cũng cả 1m9-2m. Rồi bên kia cũng 1m9-2m luôn. Em này thì dán bài. Em dán bài nè. Chiều quý vị có thể tách ra ha. Tách ra thành một em bài bên siêu. Này dán cũng hay nè. Mình vô cái hoành của em bay này ha, này cũng hoành to nè. Rồi vị trí này là 49. Rồi đó đó 49 đó, ở dưới còn cái củ nở rất là to đó ha. Rồi đúc thước luôn, củ nở nè, nở to lắm quý vị. Hoành của em bên nhỏ nhỏ, em nhỏ ở đây khoảng nhiêu đây em? Lật mặt thước kia ra. Ba mươi tám. 38 ha. Rồi hoành em kia 38 nhưng cái gì? Rồi rồi xem đế nha. Đế hai em này ha. Rễ cũng khá quá nè.
em lớn nằm về chứ không có khai thế khai thác thế được rồi. Nằm đất ở dưới này, nằm dưới đất này. Rồi, mã số 3 này mình giao lưu nhiêu đây em? Dạ, cây này em giao lưu giá 12 triệu bao ship 200 km. Rồi, 12 triệu bao ship cho quý vị là 200 km với hai em luôn, con em to thắng bài luôn. Rồi, nay mình giới thiệu chỉ có 3 mã số thôi nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Quý vị ơi, trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo em Quy nha quý vị. Vậy xem, nếu chưa bấm đăng ký, bấm ký ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình vào video tiếp theo.